chồng ơi, tha không có đi đường này bà, đó đường nó lên nữa, đường này mới đúng hả? Ừ. Nước suối đây, nước suối, nước suối miễn phí đây mấy chị ơi, nước suối miễn phí đây. Ủa cái này mình uống hả? Nó làm gì? Không rửa mặt. Nó cho mình rửa mặt cho anh ơi. Chị Bánh, lên tới đây không nè. Đã đâu. Nè, 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 Cúc Vàng ơi. Cúc Vàng ơi. Nha. Cái này mình rửa mặt xong về mình làm gì thắng đó. Đó, đó đúng rồi. Chết mẹ rồi, chuyến này mùa banh vô mánh luôn rồi nè anh. Ừ, đó. Rửa cho anh anh ơi, làm đâu thắng đó nghe anh. Ấy là phải nước suối không bà? Đây nó không có được trồng mấy ha. Hả? Bây giờ nó không có được trồng mấy. Sao nó không trồng mấy? Ừ, thấy nó không trồng mấy. Ấy sao không thấy nó trồng mấy? Có nghe mùi không? Lấy tài phát được. Được. Đó, nè, giờ cái giò đang chảy kìa. Ừ? Cái giò đang chảy kìa. Ừ. Sao nó lại mạnh à, nó bị áp lực nước hả? Bão hả? Lạnh ngắt luôn. Lấy gáo nước để rửa tay rửa mặt. Để lại gáo nước cho người sau sử dụng tiếp, không ai lấy gáo nha. Mỗi bên này thiếu một cái nè, thiếu một cái đây. Đường của anh lại hết rồi. Không, hồi xưa hết đi tới đây nè, thấy cái xuống chạy xuống này mừng thấy bạn luôn là biết tới chùa rồi đó. Còn cái này khúc này mình đi lên xa lắm mới tới ông Phật nằm. À, đi lên chùa xong mình đi lòn qua bên bên kia nữa mới tới. Nam còn lòn qua bên nữa. Đây, xưa mình đi Tú nó nhỏ phải ẩm á, nó mệt. Đi lúc đó cụ Tú mới có 10 tháng chứ nhiều, chưa tơi nôi nữa. Ba ngốt đi giỏi không? Ba ngốt lên nó chả cho con kìa. Thì đi không còn mệt nữa, ẩm cái nhỏ đi nữa thôi. Thầy đó, Tú á, chưa được 10 tháng là tôi đi đây rồi. Khỏe không? Khỏe. Dạ, tổng lên, khỏe. Ủa. Không thở người ta không biết mình mệt. Khúc 2018 là đi lên núi còn cổng Tú sao lên ngủ Hình Sơn. Vô điểm má. Lên cổng cho đi. Không đầu đi không có điểm đâu. Lên cổng cho đi. Ở đâu đi nữa. Cô Út Ba là tới rồi kìa. Lên lên tới rồi, chín tôi uống đó. Đây là càng đi, Tú không? Phải không? Nó đắc đạo rồi đó, nó đắc đạo nói với Út Ba đắc đạo chứ rồi đó. Sao nãy giờ có điểm không? 94 á, tôi điểm là 94 á. Coi chừng ông lộn quá mệt ông lộn. 49, 94. Rồi chiều nay ghi số đá 49, 94. Được không em? Không thở, ta nói mình không có mệt. Nè, nắm tay. Ai được ai? Nắm tay. Tại mấy năm 2018 là lên núi. Lên núi. 2018 là 2018 là lên núi ngủ. Mày mới đẻ xong đó. Khoan, hồi nãy ai đạp mìn? Chưa. Chưa đi đâu. Cái này là chưa. Út Phà có đạp không hả? Tao không có đứa đạp. Năm 2018 em lên ngủ Hình Sơn, em cổng Tú sau lưng đi lên luôn. Đi bộ lên. Tiếp. Cổng. Còn mấy đó có cái cổng. Mới mới đầu đi mệt đó, chút cái nó quen à. Do mình ở thành phố ít cái đi bộ. Em quay xuống em tưởng là bà chị mới xoay. Lại đâu đi cũng vậy hả? Bà chị dưới bà chị kìa. Bà bầu đi lâu lắm. Bay xuống luôn à.
bài xuống luôn à. Không có ngồi, đi mệt đừng ngồi, ngồi tim đốt đó. Anh chưa đồng à? Này nói thiệt đó, đừng có ngồi. Đừng phá liền. Nói chứ nhiều khi nói mình đi bộ nhiều cũng tốt ha. Mình leo về mình thấy không có xi nhê gì nhiều á. Tao màu quá mới đẹp con người phải đi. Nếu mà nằm trên bậc thì lên đứng kia. Còn nữa kìa. Còn mày sao nữa kìa. Chưa hết còn gì nữa. Nãy cái đứa là lên đạp nè. Không, cái đó là nếu mà có lỡ đạp nó cũng có trai ra nữa. Bây giờ ngồi nghỉ xong vô lại chùa cái giờ đi chơi. Hả? Đổ suối đâu? Ủa chai nước suối con đâu? Nè, thì đổ nè, có đổ ra rồi. Kệ mẹ, đổ ra, đổ vô, đổ không? Cái cao này... Đổ ra, con đựng đưa. Em đựng đưa nó vậy. Em đổ nửa ra cho nó đi. Cao này đúng là cao luôn á. Phải, em đổ nửa, em lấy lại nửa, em uống. Em đựng vô, con cắt. Để đỡ hơn, ngoài. Ô, cái gì? Đúng không? Uống nước vô, uống xíu nước vô. Em á. Cao rồi, đúng cao luôn. Uống nhấp nhấp rồi. Cái này ổ quạ nè. Cây nó bám lên vậy, ổ quạ ổ rồng. Cái nước nó động trong cái bồn. Có nhiều khi có cá trên.